Trời ơi, gia tài có chiếc xe chở đồ ra chợ bán giờ nó cũng hư, bây giờ phải đi bằng xe hăng cải đây nè. Sao giờ hai cái cẳng nó mỏi quá. Qua đây mà rớt ngay chỗ này chắc đem về phơi rồi mặc luôn chứ buôn bán gì trời. Ủa, ai giống hai lúa vậy? Trời, coi cái tướng kìa, gánh hai cái bao lớn rồi cái tướng của nó nè. Trời ơi, mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi, để cái thằng già này phải gánh hai cái bao lúa rồi qua cho ông nội nó nữa. Làm gì mà than thở dữ vậy hai lúa? Trời ơi, con không thấy tôi gánh hai cái bao, tôi muốn xỉu luôn vậy đó. Ăn ở làm sao mà để cho vợ con nó bỏ, giờ phải làm những cái chuyện nặng nhọc như vậy. Thì còn ông đem đồ sida đi ra chợ bán hả? Đem ra đồ ra chợ bán chứ lại đem đi cho mày mặc. Hỏi chuyện vô duyên. Bởi vì cha này không có hạp rồi. Từ xưa tới giờ là coi như là không có hạp với nhau. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Quan gia ngõ hẹp cái gì mày? Hả? Thôi, giờ ông tránh ra cho tôi đem hai cái ba đồ qua cho ông nội có mấy đứa con của tôi coi. Tránh ra nhường mày đi. Tao nhường cho mày xong ra ngoài chợ tan chợ tao đem đồ này về tao mặc hả? Bây giờ tôi nói ông để cho tôi đi qua trước á. Thôi giờ như vậy, tao lớn tuổi hơn mày nhiều lắm, sức khỏe tao giờ cũng hơi khó thở. Ê, mày nhường cho người lớn đi trước nghe hay luôn em. Lớn mà ông vô duyên không biết không, cho nên tôi đâu có ưa ông từ xưa tới giờ. Bây giờ tôi nói thiệt á, phải người nào mà tôi thương thì tôi còn nhường. Còn cái kiểu cái bản mặt của ông hả, vừa vô duyên mà vừa ăn nói thiệt á, mồm miệng mà không có nghe, không có vô, không có nhường. Mày không thương tao chắc là thương mày quá, mày không nhường tao hả, chắc là nhường mày à. Tao không nhường mày luôn. Tôi không nhường tao đó. Đi luôn giờ, ai qua được cứ qua đó. Trời ơi. Mày, ông có lưu ra cho tôi không? Trời ơi, Trời ơi, thằng này mày nhỏ con mà sao mày mạnh dữ vậy mày? Tôi nói rồi nha, ông nhường cho tôi qua trước. Tao không nhường. Tôi cũng không nhường. Tao thử có ai mạnh hơn ai mày. Tao, trời ơi, chết rồi. Trời ơi, thằng cha già này. Tôi nói ông rồi nha, ông để cho tôi qua rồi ông đi qua. Bữa nay tao chiến đấu với mày tới cùng luôn nè. Tôi cũng chiến đấu với ông tới cùng luôn. Tao chợ tao chấp nhận, tao mang bộ đồ này về tao mặc một mình tao luôn. Tôi cương với ông luôn. Sống như cái mày luôn. Mày thứ ai mà nâng ngay. Mày con Trời ơi. Trời ơi, rồi, ướt cái bao đồ của tao rồi, rồi sao tao đem ra chợ tao bán đây, hả? Trời ơi, hai cái bao lúa của tôi, trời ơi, bây giờ bao lúa của tôi nó ướt hết trơn rồi sao giờ? Tại mày á. Tại ông á. Tại mày không nhường cho tao qua. Tại ông không nhường cho tôi qua. Tao lớn tuổi thì mày phải nhường cho tao chứ. Tại ông không nhường cho tôi. Tại mày. Tại ông. Tại mày. Tại ông. Tại mày. Tại ông á. Tại hai đứa á.